đêm lấp thương sầu, một quãng đời bể dâu, vĩnh viễn được xóa mờ. Nhưng ai ngờ ký ức xa xôi vẫn từng ngày sống dậy trong tôi. Một kẻ phụ vàng, một người mẹ bỏ con. Bao năm qua tôi sống trong ân hận, đã nhiều lần muốn quay lại ngày xưa. Sao chân mãi ngập ngừng, sợ người không thứ tha. Trời ơi, mà trở lại làm chi cho liềm lao thương vậy? À, béo lây đã quên hết mọi chuyện rồi. Bà trở lại làm gì thêm tuổi cho tôi? Mình ơi, lừng kêu tôi là mình đầu tay chân gì hết, tôi sợ lắm giờ. Mình ơi, một ngày cũng nghĩa, khi bước chân ra đi em cứ ngỡ mình sẽ được tìm về bầu trời cao rộng. Nhưng trời ơi, 18 năm qua giấc ngủ chỉ toàn ác mộng. Vì nhớ thương con và nuối tiếc đã phụ ân tên. Em dần cho em chỉ nghĩ đến riêng mình. Em trách trời cao sao chẳng công bằng, là phận gái như nhau sao kẻ sang người khó. Người ta ung dung trong nhung lụa, còn em phải vất vả mưu sinh. Em giận cả đứa con mà em mang nặng đẻ đau, vì nó là hậu quả của một lần em bị bọn bất lương làm nhục. Cho nên em tìm đường rẽ lối để xóa tan đau xót ấy chê. Vậy là bà đã thực hiện được điều đó rồi, bữa nay bà quay lại đây làm gì nữa chứ? Mình ơi, đến khi em đã đạt được điều mình mong muốn thì em chợt nghĩ ra rằng chính em cũng lã đàm một điều bất nghĩa. Nhưng tất cả là muộn màng hết rồi. A Bình bây giờ nó lạ lắm, nó giống như vô tư lừng có leo vào nhỏ những cái thức phức tạp nhất rồi. Mình ơi, có khi nào con nó nhắc tới em không hả mình? Không, ngồi lấy, mẹ nó đã chết rồi. Tại sao mình lại nói? Nếu mẹ nó còn sống tại sao không cho nó ăn, không cho nó bú? Mà thằng cha đó, bây giờ nó đi bán mì gõ ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Trời ơi, hôm nay mà quay lại đây bà liền bắt nó nữa phải không? Không, mình ơi, em là mẹ, em có lỗi nhưng em vẫn là mẹ nó mà. Không, bác nói đúng. Mẹ của tôi đã chết từ lâu rồi. Bình ơi, tôi xin bà, bà đừng đến gần tôi, bà đừng đến gần tôi. Thằng mì gõ này không bao giờ có một người mẹ sang trọng như vậy được. Bình, Bình ơi, mẹ có lỗi lầm, nhưng trong tim mẹ chưa bao giờ quên con. Không, tôi không có mẹ, tôi không có mẹ. Phải không ạ? Ba con có mẹ mà ba. Bình con, mẹ về đây, mẹ thấy con khôn lớn như vậy mẹ mừng, mẹ mừng lắm Bình ơi. Mẹ đã bỏ rơi con thì mẹ phải đành chịu mất con. Mình ơi, em gây ra tội lỗi thì em phải đành chấp nhận thôi.
thôi. Gặp được con là em vui lắm rồi. Chúc mình và con được mạnh khỏe. Ê, khoan khoan khoan, Liên khoan ly hả? À, ba à. Nếu như hôm nay Liên muốn muốn dứt nó ly thì Liên phải trả thêm cho họ tiền á. Hả? Ba nói gì lạ vậy ba? Thôi bây giờ ba nói quyệt đẹp luôn ha. Tiền gì vậy ba? Xa thì mấy chục năm nay á, Bình á, lượt ba lui là nhờ tiền của bà gửi về chứ. Tiền ăn là tiền ngủ là tiền ly học là thậm chí Bình bị cái ngộ cũng liền thợ cho bà gửi tiền về mỗi tháng trả cho ngộ là 100 lô rồi nhá, không trả cho ngộ 100 lô là chứ trời ơi con là phải con ruột lâu cho đâu có ngu, trời ơi lẻ đâu có lẻ đâu, tự nhiên phải lui cho mày chết mẹ à. Trời ơi ba tụi nói nghe nha, tháng này vàng lên 30 triệu 40 triệu rồi, không ấy căng cho ngộ lên 200 lô được không? Rồi coi giờ giúp ly ha, lấy 100 lô lên đây, lên đây lẹ lên đi, rồi muốn nước thằng nhỏ đi đâu á ly ha. Rồi được rồi, 100 lô là hả Bình, bây giờ thì tiền dòng ha. Ba à, ba nói là ba từ nhỏ ba đã cực khổ nuôi con mà, phải không ba? Cực chứ, cực nên mới lấy tiền á, chứ mày nghĩ lên một cái xe mì ta ăn còn lũ sao mày ăn. Mày nghĩ đi, trời ơi, đâu có lẽ đâu mày phun luôn cho mệt vậy. Trời ơi, thì đã bao năm qua tôi chỉ là tân chùm gợi của người dân. Đúng rồi, đúng rồi. Ông xem tôi là kẻ ở tạm ăn giờ. Đúng rồi. Chứ công tình không nghĩa cha con. Bình ơi, ê. Bình ơi, con hãy nghe mẹ nói nè. Bà lỗi làm chi, sự thật thấy thôi. Con tin ngộ lui con người dân thì mùa hoa phải tính tiền. Ôi đồng tiền sao quá xót xa. Tìm lối sang giàu, con người nuôi mình cũng chỉ nuôi thuê. Đúng rồi, không có tình nghĩa gì đâu. Bình bốn ghê mà quá trời. Bây giờ má mày uống, giờ mày đi giùm ta đi. Mày ăn nhiều quá lại còn chọc gái nữa. Lên chọc gái quá trời là mệt lắm. Đi đi. Bình ơi. À ba. Hả? Như vậy thì không tình không nghĩa gì hết. Hết tình nghĩa rồi. Tôi sẽ đi với mẹ tôi đi, sống đi, trong đi, nhà đi, cao cửa rộng. À đúng rồi, ở đây mình xem mày mệt lắm. À ba ở đây, ở trong cái căn nhà tồi tàn này đi. Đúng rồi. Con mặc kệ à ba. À cô đi, cô đi, đi. Bình ơi, Bình. Nè, Bình à, quân tử nhất ngôn à, lối lượt là phải làm lượt nha. Ly là ly luôn ly. Mày ly luôn ly. Đừng quay lại nha. Tao mệt mày lắm rồi. Mày ăn nhiều mày còn dòm gái nữa. Mày ly đi, tao không tiễn lâu. Mày ly đi à Bình. A Bình. Như vậy cũng xong rồi. Cuối cùng nó cũng theo má đó. Ngồi cũng vui rồi. Như vậy là chút bỏ cái lặng rồi. Chứ nó ở đây á thì nó cũng khổ. Rồi má nó cũng thương nó, má nó cũng khổ. Vậy chứ vậy. Với lại suốt lời không lẽ bán mì gõ sao, nó phải thăng tiến chứ. Qua 7 ly. Rồi nguyên cái tiệm mì ở chờ đó. Sống với ngộ chị gia lâu khổ vậy chứ. Ha, bữa nay dẹp, dẹp luôn. Băng, chi nữa, dẹp nghỉ. Ha. Dẹp nghỉ luôn. Mệt quá rồi. Lấy xe mì luôn. A ba. A Bình. A Bình. A ba. Sao mày chưa ly quay lại chi cho tao mừng vậy? A ba ơi, dù không phải cội nguồn, nhưng A ba chỉ là người cha duy nhất. A ba muốn con quay về với mẹ, nhưng làm sao con xa A ba được cho đành. A ba.
đã kể cho con tất cả ngọn ngành. A Ba ơi, suốt một đời A Ba như tò dò nuôi thân nhận, chẳng bao giờ A Ba thở than. A Ba thà chịu đói để cho con được ăn no. A Ba đã nhường chân lạnh cho con được hơi ấm. A Ba vừa là cha cũng vừa là mẹ, ơn nghĩa cao dài ngút ngàn như non Tây. Ông Bình ơi, nhưng mà bà ta vẫn là mẹ của con, có lỗi làm gì vẫn là người mẹ của mình không lực bất hiếu nha Bình. Trời ơi, lời của mình nói nhẹ nhàng mà em nghe như kim châm mũi sao. Phải chi ngày đó em đừng nông cạn, thì ngày nay con của em đâu có hoàn cảnh phải theo mẹ xa cha. Mẹ ơi, 18 năm qua dường như mẹ không thay đổi, còn già đề mai tóc đã bạc rồi. Thiếu con mẹ vẫn sống yên bình, còn dặn cha thì cha thì buồn hiu hả, sớm chiều chỉ một thân già quạnh quẻ cô đơn. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ hãy để cho con ở lại bên cha, tình dưỡng ngày đêm cho tròn chữ hiếu, để con chuộc lỗi thay cho mẹ bởi ba năm dài cha già trong nuôi con. Mẹ. Bình. A Bình, A Ba, con lặng quá, con xuống đi con ơi.